Sau việc may mắn toàn đã được công chúa, Đoàn Di Băng tập con sống như giới thượng lưu, Phương Lê cho 2 tỷ tiêu vặt mỗi ngày. Đoàn Di Băng. Đoàn Di Băng và ông xã đại gia Nguyễn Quốc Vũ là cặp vợ chồng đình đám của showbiz Việt. Gia đình nhỏ của cặp đôi này nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Được biết, Đoàn Di Băng và chồng có 3 người con, đều là những cô công chúa đáng yêu. Cuộc sống hàng ngày của cả nhà thường xuyên được hai vợ chồng chia sẻ lên mạng xã hội. Đoàn Di Băng và chồng kết hôn vào năm 2012. Cũng trong năm này, cả hai đón con gái đầu lòng tên là Linh Đan, thường gọi Hana. Khi chị hai Hana tròn 4 tuổi, Đoàn Di Băng tiếp tục hạ sinh con gái thứ hai, đặt tên là An Nhiên, tên thân mật là Yuki. Đến năm 2020, nữ ca sĩ lại một lần nữa tràn ngập trong hạnh phúc khi đón con gái thứ ba, thường được gọi với cái tên Bin Bin. Vũ Thu Phương. Siêu mẫu Vũ Thu Phương có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người phải ganh tị. Người đẹp đã ở bên chồng đại gia được 10 năm, cả hai cũng có với nhau hai cô con gái. Chồng của Vũ Thu Phương cũng có hai con riêng, đều là những cô công chúa đáng yêu. Vũ Thu Phương và chồng đại gia Thanh Hải vừa tổ chức tiệc hoành tráng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước gia đình hạnh phúc của nàng siêu mẫu đình đám. Được biết, Vũ Thu Phương dành tình yêu thương cho tất cả các con, cả gia đình cùng chung sống hòa thuận, không quan tâm tới việc con chung, con riêng. Vân Trang. Cuộc sống gia đình của diễn viên Vân Trang được nhiều người quan tâm theo dõi. Được biết, nữ diễn viên dù gió có thổi và chồng đại gia kết hôn vào năm 2016. Cũng trong năm đó, cả hai vợ chồng đón con gái đầu lòng, đặt tên là Winnie. Vợ chồng Vân Trang lại phải hòa hạnh phúc khi đón một cặp song sinh vô cùng đáng yêu vào tháng 11 năm 2021. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên từng chia sẻ những khung ảnh cả gia đình cùng đi nhận phương tiện di chuyển mới. Nhiều người đã trầm trồ khi thấy Vân Trang và ông xã chi tiền mua xe hơi sau mùa dịch. Bởi lẽ khi Covid-19 xuất hiện thì nhiều người đã rơi vào cảnh lao đao kinh tế. Hầu hết ai ai cũng tích góp chi tiêu để vượt qua giai đoạn khó khăn. Phương Lê. Là hot mom xịn nhất nhì VBiz, hoa hậu Phương Lê có cuộc sống vô cùng viên mãn cùng ba cô con gái là cặp sinh đôi Chiêu Nghi Băng Nghi và cô chị cả Đông Nghi. Được sinh ra trong gia đình có điều kiện, cả ba chị em đều được học trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ, tầm 500 triệu một người một năm. Không chỉ cho các con theo học trường quốc tế, hoa hậu 8X cũng dạy con chi tiêu theo cách rất đặc biệt. Nàng hậu xinh đẹp gây choáng khi tặng mỗi con chiếc thẻ tiêu dùng hàng kim cương với hạn mức 2 tỷ một ngày cùng lời nhắn nhủ: mẹ tặng ba con ba thẻ bank VIP để các con tiêu xài tự do theo ý mình. Đây cũng là cách mẹ dạy dỗ các con theo cách riêng của mẹ. Cách giáo dục này khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi hạn mức chi tiêu một ngày của chiếc thẻ có thể bằng số tiền một gia đình ăn tiêu trong hàng chục năm. Có thể thấy, những mỹ nhân Việt vừa kể trên là những bà mẹ hạnh phúc nhất VBiz khi liên tục chào đón các cô con gái xinh xắn đáng yêu. Chắc hẳn những gia đình hạnh phúc này luôn tràn ngập trong tiếng cười vì có những cô công chúa nhỏ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn. Yeah.